Rồi, chào tất cả mọi người đến với video mình nha. Ê, hiện tại mình đang có một bộ chú đôi gỗ cẩm hồng anh em nhé. Bộ này là hàng bìa. Cái này là hàng bìa anh em nhé. Chú đôi gỗ cẩm hồng. Đây là cạnh của nó này. Nói chung bộ này thì rất là đẹp luôn. Thì hiện tại kích thước của nó đang là rộng 2m anh em nhé. Mỗi tấm 1m. Dày 18 và dài là 3m2. Bộ này thì nói chung thì rất đẹp luôn anh em ạ. Hàng bìa nhé. Tại bộ này em đang bán với giá là 73 triệu làm bao ship nên nhá, 73 triệu làm bao ship ạ. Chất liệu là gỗ cẩm hồng, nói chung là rất là ok luôn. Thì anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo của em là 033 33 88719 nhá. Đây, ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều mặt hàng luôn, từ bàn tròn, sập một tấm rồi rất là nhiều luôn. Anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhá.